Thứ nhất là lần đầu tiên em làm lông mày ở BK em đã thấy rất là ưng ý rồi. Bởi vì là trước đây em đã sử dụng rất là nhiều cái công nghệ làm lông mày như là phun này, rồi bôi này. Nhưng mà khi mà em biết đến BK em được làm cái công nghệ là khác, lần đầu tiên chị muốn làm em đã rất là hài lòng. Và sau 2 năm em chơi thì màu mực của em nó vẫn giữ nguyên màu như thế, nó chỉ giảm bớt cái độ đậm nhạt thôi chứ nó không phải là bị phai màu hay là nó không bị gì cả, cũng không bị lem, cũng không bị nhòe đấy. Và hôm nay em đến thì em cũng chỉ muốn là cho cái sợi lông mày của mình nó đậm hơn, nhưng mà chị cũng có tư vấn là làm cái công nghệ mới thì sau khi em nhìn cái công nghệ mới này thì em thấy ưng ý hơn rất là nhiều, vì nhìn trông nó rất là phù hợp với mặt em, cái dáng lông mày rất là đẹp và cái màu mực và tất cả cái đường nét nó rất là chi tiết, rất là hoàn hảo, em rất là ưng. Và sau khi mà em làm lông mày về thì đội ngũ của BK chăm sóc rất là tốt ạ, các bạn ấy dặn dò hay là gọi điện hỏi thăm tư vấn rất là kỹ càng và em cảm thấy rất là ưng. Và sau khi những cái lịch mà mình cần phải dặn lại hay là mình cần kiểm tra lại thì mình được nhắc nhở này, hay là đến đây thì các bạn ấy rất là hòa đồng, vui vẻ, thoải mái, chị chủ rất là dễ tính. Nói chung là em chấm 10 điểm chị ạ. Cảm ơn Ngọc rất là nhiều nhá. Hy vọng sẽ được tiếp tục phục vụ Ngọc trong những lần làm lại tiếp theo, và Ngọc sẽ giới thiệu nhiều bạn bè qua BK giúp chị nhé. Vâng ạ. Cảm ơn em rất nhiều.